chào bà con nhá. Đây bưởi đỏ Tân Lạc. Đấy, cây cao 80 đến 1 mét. Đấy. Các cô đang đóng chọn lại các cây đẹp và nọc những cây xấu ra. Đấy, bưởi đỏ Tân Lạc. Đấy, mọi người đang làm việc rất là hăng say. Có cái văn phòng ở dưới cao ấy, lúc nào khách cho lấy cũng được. Đấy, số lượng rất là nhiều luôn. Này cháu sẽ gửi các cô lên YouTube. Ôi lùn đấy. Cô ạ, này cháu cho cô lên TV. Này có không? Có luôn. Tối nay có ngay. Đây. Nhặt này xong là những chọn những cây to đẹp và khỏe mạnh, bầu rễ chắc chắn thì sẽ đem dâm xuống cát để cho cây ổn định rồi mới mang cho khách. Rồi khách đến vườn ấy. Đấy, bác có thể thấy đây. Bưởi đỏ Tân Lạc nha các bác nhá. Các bác có thể thấy đây là một cây cây cóc. Đấy, đang ra trái. Rất là bé thôi, nó bói trái rất là sớm. Chỉ 8 tháng sau khi trồng là có trái. Đấy, hoa của nó rất là đẹp luôn. Vườn em rất là rộng luôn các bác ạ. Đủ cả các loại cây giống ăn quả khác nhau. Đấy, các bác có thể thấy đây. Đấy, thấy chưa? Mít thái siêu sớm cực đẹp mà rẻ luôn. Đấy, đây là chanh này. Cực kỳ thơm luôn. Mà cây cao đẹp. Cây cao đẹp dã man luôn. Đấy. À, các loại bưởi nha, giới thiệu các bác các loại bưởi này, bưởi Luận Văn này. Đấy, đây là bưởi Luận Văn nhá. Đấy, cây nó cũng rất là xanh mướt luôn, các bác có thể thấy đây, thấy chưa? Đấy. Đấy, đống bưởi da xanh, bên này bưởi da xanh rất là đẹp. Tiếp theo thì đây là giống Phật Thủ này. Đấy. Cam Vinh. Đây là bưởi diễn các nha các bác nhá. Đây, cái giống bưởi diễn này. Bưởi diễn cây của nó cao khoảng tầm 1m80 phân đến 1m, rất đẹp luôn. Còn đây là giống bưởi Ruby ruột đỏ Thái Lan không hạt. Đây là cây hàng ghép. Các bác có thể thấy được cái ngọn của nó rồi. Quan sát kỹ khi mà các bác nhận hàng ấy thì ngọn của cây bưởi Ruby ruột đỏ Thái Lan này nó sẽ có lông nhá. Đấy, các bác ok chưa? Rất là đẹp luôn. Đây là cây sung Mỹ nhá. Sung Mỹ nhà em đang có trái. Cây hàng to này. Cốc rất là to luôn. Đây là hàng nho thân gỗ thực quý các bác ạ. Đây hàng nó ra trái rồi, đang ra chuẩn bị ra trái lại. Đây. Cũng cho các bác thấy này, đây hoa của nó mọc này, thấy chưa? Nhá. Đây là hàng vú sữa hoàng kim, cái hàng này là hàng cây choai, cây này nó cao được tầm 1m7 rồi, 1m5 rồi, đẹp rất là đẹp luôn. Đây là giống chám đen nhé các bác nhá, này, chám đen này, các bác có thể thấy này, nhìn lá xanh mướt luôn, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Cây chám đen nó cao được khoảng 1m5 này. Đây tiếp tục là một cây vú sữa hoàng kim này. Lá nó rất là to mà các cái thùy nó nổi lên nhìn rất là đẹp luôn. Na Đài Loan. Đây, cái na Đài Loan. Xem nào. Đây cho các bác xem cây na Đài Loan. Cây nó phải cây ghép như thế này nhá các bác nhá. Đây, trên mạng nó bán lừa đảo rất là nhiều, các bác chú ý nhá. Bán cây na dai, cây không có ghép ấy.
Cảm ơn tất cả các bác nhé. Em xin kết thúc video tại đây. Giới thiệu qua các bác một chút. Các bác mua cây thì liên hệ cho em qua số điện thoại 0388 này 744666 hoặc kết bạn Zalo với em. Đăng ký kênh của em thì em sẽ hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây, kỹ thuật nhận biết các cây giống ăn quả khác nhau. Xin chào tất cả các bác, hẹn các bác có một video khác nhà vườn.